nhang á. Hai con em về được được. Đây là trận giữa Quản Hành và Trung Quyết. Bạn đôi. An toàn thôi, an toàn thôi. Ngoài cổ sáu hố nhá. Thôi thắng rồi, ngoài cổ sáu hố đi tao mày. Ngoài cổ sáu hố. Đi bằng con này. Bên mơ, bên mơ. Bên đi, bên đi mất con mấy. Chấm mấy bán. Thôi anh. Anh đừng có đánh ngược. Đừng có chạy kéo, đừng có chạy kéo. Bên đây. Bên đây chấm mấy bán anh à. Đội điểm. Bên con anh đảo, hãy thay đảo bên phần bên đấy. Đã an toàn đây. Mình vừa cầm cài nếu mà vừa được ái mình cài ngay. Anh ơi, toàn kia đây. An toàn anh Tính ơi. An toàn thôi. Không vội. Không vội anh Tính ơi, anh Tính ơi, anh thắng rồi, không vội. Đội điểm 24. 6 6 hố ra ngoài 6 hố nữa nhá. Ra ngoài 6 hố. Thứ an để là an toàn thôi, không cần. Ngoài nó thì hố nó phải đứng ngắn cái bạch nó. Không được. Cứ đứng đấy thì thả cái nó đi đâu. Không có thể tá hố được. Nữa nữa rồi. Hãy đánh ơi. Lên nhanh. Bảo đi điểm đấy. Rồi. Nè, được rồi. Rồi, rồi, rồi. Thôi, biết. Hãy làm anh thắng ơi, anh Tính ơi. Hãy làm anh ơi. Từ tiến vào. Chụp mấy bán. À, thôi. Xong, xong, xong. Minh lời chỉ được Thái còn chưa biết. Sáu đây. Lên nhanh. Bộ của Hải. Năm ba. Mười ba con này, mười ba con. Đập cuộc lúc đầu nhập cuộc mấy bà con mấy con đấy mấy con đấy ôi tốt rồi mấy bà mới đi mình thấy này ơi đồng chí mấy bà mới đi mình thấy này để đi mình thấy đó mới đã thấy đó hãy thay cổ quảng này thay tay ơi máy chúc mừng hiệu trưởng nhá thay thẳng nhá. Bên mình lời thì hai cái hai cái bên họ lời thì được một quả 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 đâu em đã tính chưa. Hai. Có điểm anh ơi. Hay rồi. Đúng rồi đây. Chị trả, chị trả, chị trả. Được, được. Tốt lắm, từ tiếp. Đá bình tĩnh là được. Đều, 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 đều. Hồi bên tí chấm với bá, đánh với bá. Anh đang vịt, anh chẳng đang vịt, thay đang vịt. Thay vịt thái đó, thay còn vịt thái. Ngồi đi. Tâm lưng đi, tâm lưng. Thay. Thay. Bông sao anh ơi. Rồi, à, rồi, 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 nữa, rồi. Xử lý nữa. Ngực. Dư dư cái phủi thôi chứ cái keo đỉnh cáo quan đâu có phủi như thế này. Được. Nữa. Ê, anh Tư ơi, cố gắng lên. Tốt. Quân hai cố gắng lên. Hãy ra thầy ơi. Thấy rồi chứ vô vô phóng thấy. Khi nào là mới được vô. Đấy con ngáng này, mày lông dưỡng này. Chứ con cái đàn chứ hết nó. Đang ngang thì chắc là phải. Đang ngang nó đâu đó. Khi nào là mới nhập cuộc. Chúng một bật lửa cái đồng chí không chị? Đồng chí. Cho một bật lửa đấy. Ok đồng chí. Lúc đầu tao vô tát chưa quen chân. Con. Con này con. Mày nhá, mày sức. Được. Được rồi. Bông trưởng đấy.
Rồi. Đơn giản, được. Trời ơi, vô tình rồi, vô tình rồi. Không cần chơi, không cần chơi. Đơn giản, đơn giản. Hai hai anh Trắng ơi, hai hai, qua đây, hãy đây. Qua đây, cô ạ. Hai. Hiện đó, 7-6. Đội Quảng Anh chính là thủy. Đá bình tĩnh dài tầm là thế nhỉ? Anh bình nghiêm bóng, anh bình nghiêm bóng với tân chưa kín hết. Tại vì thằng bên đây là ăn tập rồi này, là cái đâu hả? Cái tháng. Rồi trận đấu bắt đầu tiếp tục. Vai. Đỏ. Đỏ. Còn ở trong là cho bảy thôi. Cho mấy quái đây đây. Bảy đều. Đổi điểm. Đá là hai công mà. Bảy ngoài chứ còn được chụp ảnh thôi. Đó. Về vị trí. Ê, đó, thấy chưa? Nối. Đơn giản, nữa. Còn, nhảy sáng luôn. Nữa. Ăn luôn. Ngoài, ngoài, ngoài. Trời ơi. Đá luôn. Đá quá. Trời ơi. Ngoài xa luôn. Anh ơi. Tinh quả nướng. Quả nướng quái nhân luôn. Cái quả đều quái chân phải. Quả đốt này. Có điểm. Ngoài 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 ngoài. Điểm bóng 8-2. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi trận đấu lại bắt đầu tiếp tục. Sân của Quảng Thanh, lưu giá, anh Dung, anh Dung. Và người lưu đá tỉ đi. Quảng Thanh. Điều điểm,
Nguyễn với Dũng Quyết 14-13. Cái tấm đó đội Quảng Anh dần chiến thắng với đội Dũng Quyết là tỷ số 14-16. Đề nghị hai đội trưởng đến ký và tiếp bản trận đấu. Hay đó. Anh chú ơi, lại quay thầy.